một database, chạy lệnh drop database. Sau đầu tiên là phải đóng cái database đã, shut down immediately. Sau đó mới start up mail trích tức là mail thôi. Xong. Start up mail trích. Disconnect xong, vậy là không còn đã có lẽ nhé. Connect CDBA không, nó có được. Đây, không thể mở được cái DBA. Không tìm thấy file. Tiên là phải chạy exit nhé, tạo một file init manual đặt vào Oracle Database CD Oracle Home DBS. Okay.